nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 128. Người giảng là pháp sư Tịnh Không. Ở trong cái xã hội này hiện nay của chúng ta, trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Cho nên Phật pháp ở trong cái xã hội hiện đại này của chúng ta, những điều mà chúng ta nhìn thấy có Phật pháp giả. Còn có tà sư, còn có pháp của yêu ma quỷ quái khoác lên biển hiệu của Phật, bạn không thể không phân biệt, không thể không rõ ràng. Tâm tốt học Phật, đến sau này học thành ma rồi, thế thì chẳng phải bị quan sao? Đó thật là quan uổng. Nhất định phải phân biệt rõ ràng, nhất định phải có trí huệ. Như vậy điều kiện của sanh thiên phước phải đầy đủ thập thiện, phải có đủ tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, người này họ mới thật sự có thể sanh thiên, mới hưởng thiên phước. Cho dù sanh lên đến trời rồi, phước trời hưởng hết rồi, vẫn phải đọa lạc, vẫn là phải tạo lục đạo luân hồi. Đây chính là chiêu được bất như ý cho đời sau. Ở trong cửa Phật nói oan ba đời. Đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước. Thời gian hưởng phước đại khái là không biết tu phước rồi. Vừa hưởng phước, người liền mê hoặc, liền điên đảo. Cho nên Phật ở trong kinh này dạy Bồ Tát: Bồ Tát không thọ hưởng phước đức. Câu nói này rất quan trọng, không thể đem nó dễ dàng cho qua được. Vì Bồ Tát không nên hưởng phước, vừa hưởng phước liền mê hoặc điên đảo, cho nên phước không được hưởng. Phật vì chúng ta đặt ra, người xuất gia sống vô cùng đơn giản, chỉ sợ bạn mê hoặc. Tuy là ở Trung Quốc Phật giáo phát triển thành tự viện Tùng Lâm, bạn xem ngay cả phương trượng trụ trì, cái căn nhà ở đó là phương trượng. Căn nhà của họ bao lớn vậy? 100 thước vuông, theo cách tính của người Trung Quốc, không được hưởng phước, vừa hưởng liền mê hoặc điên đảo. Không phải những chấp sự phụ trách tự viện này, mà thông thường người sống ở đó là ở trên chiếc đơn hoặc là giường chung. Không được phép một người ở một phòng, một người ở một phòng không thể thành tựu được. Ở trước mọi người làm bộ làm tịch, giống như là tu biên mật, không có người nhìn thấy liền tùy tiện phóng dật rồi, liền biến nhát rồi, không thể thành tựu. Ở giường đơn, giường chung có cái hay là ngủ cũng phải rất khuôn phép, người bên cạnh cũng nhìn thấy bạn. Lúc nào cũng không được phép phóng dật, đều phải giữ khuôn phép. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên ngày nay đời sống tương đối sung túc rồi, trong tự viện một người một ngôi chùa, tôi vừa nhìn thấy cái tình trạng này, xong rồi, tiêu rồi, cái nơi đó không nên đến rồi. Ngày nay người giống như cái tư tưởng ngoan cố này của tôi chỉ có một là pháp sư Thánh Nhất.
của Đại Dữ Sơn Hồng Kông, cách nhìn là hoàn toàn giống như tôi. Cách nhìn của những pháp sư khác đều không giống như tôi. Cách nhìn của Pháp Sư Thánh Nhất giống như tôi vậy. Chúng ta nếu muốn thành tựu thì phải ở giường đơn. Nhất định không được phép nói mỗi người một cái liêu phòng, cái này không được. Cho nên đây là một sự việc rất không dễ dàng. Nhất định có phước báo phải xả. Phước báo mời đại chúng hưởng là tốt, không nên hưởng một mình. Càng có phước báo lớn, người hưởng phước càng lớn, thì phước báo của bạn đó mới thật sự thù thắng. Hưởng một mình vấn đề là lớn rồi. Xin mời mở bản kinh ra, trang 137. Trang 137 bắt đầu xem từ hàng thứ bảy. Đoạn thứ tư của chú giải này. Bất tri quán không, tất tùy cảnh chuyển, sanh thiên chi hậu, quyết định đọa lạc. Kim Cang Bát Nhã chính là dạy chúng ta quán không như thế nào. Cái gọi là không chính là chỉ cho chân tướng sự thật. Thông thường người sơ học mới nghe đến chữ không, thường thường ở trong tâm sanh ra sợ hãi. Đây một khi không rồi thì làm thế nào? Có cái cảm giác sợ hãi. Nếu như nói rõ cho bạn chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì bạn sẽ không đến nỗi có cảm tưởng sợ hãi rồi. Không chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái ý nghĩa này phần trước chúng ta đã giảng rất nhiều rồi. Quán chính là quan niệm. Phải đem quan niệm sai lầm của chúng ta điều chỉnh trở lại. Cái gì là quan niệm sai lầm vậy? Cho rằng tất cả pháp đều là có, cái quan niệm này là sai lầm. Tất cả pháp quả thật sự là không có, nhưng mà hiện tướng của tất cả pháp này rõ ràng bày ngay trước mắt chúng ta, làm sao có thể nói nó không có được? Phật ở trên kinh nói với chúng ta, cái có này không phải thật có, gọi là huyễn có, giả có, diệu hữu. Nói những danh tướng này, ý nghĩa của nó chính là nói cái có này là không phải thật, gọi là như mộng huyễn bào ảnh, không phải thật sự có. Từ đó cho thấy chữ không này không được cho nó là không ngơ, không cái gì cũng không có rồi. Cái này là không phải nghĩa không ở trong kinh Phật nói. Nghĩa không mà trong kinh Phật nói là tướng có, tánh không, là cái ý này. Sự có, lý không, là nói cái ý này. Cho nên tất cả tướng là huyễn tướng, đang biến đổi không ngừng theo từng sát na. Vì thế quyết định không được chấp trước.
Nếu bạn không biết tất cả pháp này, có mà không phải có, thì bạn nhất định sẽ khởi chấp trước. Ở trong tâm hơi có một chút chấp trước, bạn liền bị cảnh giới chuyển rồi, bạn không tự tại rồi. Chúng ta hiện nay nói bạn bị hoàn cảnh ảnh hưởng rồi, bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Thế là người bị hoàn cảnh ảnh hưởng nhất định là phàm phu. Thánh nhân đã không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Không cần nói thánh nhân đại thừa, thánh nhân tiểu thừa cũng đã không bị hoàn cảnh ảnh hưởng rồi. Chúng ta ở trong bổn kinh đã học rồi, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đây đều là người tiểu thừa, họ đều không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Từ đó cho thấy tu hành nếu như muốn chứng quả, các vị nên biết chứng quả cái sự việc này rất quan trọng. Không chứng quả, không được thọ dụng, nhất định phải chứng quả. Chứng quả là mục đích tu hành của chúng ta. Nếu như muốn chứng quả, nhất định phải lìa tướng. Lìa tướng chính là ở trong tâm, không được chấp trước tất cả pháp tướng. Pháp tướng, phi pháp tướng đều không được chấp trước. Đây chính là quán không mà chỗ này nói, không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài rồi. Sau khi sanh thiên, nhất định đọa lạc. Đây là nói bạn tu hành tu rất khá. Ngũ giới thập thiện, tứ vô lượng tâm, thậm chí là công phu thiền định rất tốt, sanh thiên. Sau khi sanh thiên, nhất định sẽ đọa lạc. Bởi vì thiên là cao nhất, không có gì cao hơn thiên. Thiên phước hưởng hết rồi, thọ mạng hết rồi, đến đâu để đầu thai, đến đâu để luân hồi, chỉ có đi xuống dưới thôi. Phía trên đó không có rồi. Người chúng ta tu tốt, phía trên còn có một tầng, có thể đi lên trời, chứ thiên thì vô phương rồi. Thiên phước hưởng hết rồi thì phải đọa lạc xuống dưới, không thể không ra khỏi lục đạo luân hồi. Bạn muốn hỏi tại vì sao họ không thể ra khỏi vậy? Chính là bởi vì họ không biết tất cả pháp tướng là huyễn có. Vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Nếu như biết tất cả pháp tướng này đều là huyễn có, có mà không phải có, nơi tất cả pháp không chấp trước, họ không phải phàm phu, họ là thánh nhân. Khác biệt giữa phàm cùng thánh là ở chỗ này. Nhập ám, đây là thí dụ. Kinh văn phần trước nói như nhân nhập ám, tắc vô sở kiến. Ám là vô minh. Thí dụ cho không thấy tánh, thí dụ cho không kiến tánh. Dụ thử nhân đạo, nhãn vị khai, vô minh vị phá. Tuy học đại thừa, hành bố thí, ký thị manh tu, tất sanh trọng chướng. Đoạn nhỏ này chúng ta thật sự là phải chú ý.
có thể chính là sai lầm mà chúng ta hiện nay phạm. Tuy có cái sai lầm này mà bản thân không biết, mình còn tự cho rằng học Phật học rất tốt, đến sau này học Phật không đạt được kết quả, họ cũng không thể tìm ra được họ đã sai lầm ở chỗ nào. Họ không biết. Ở đây xảy ra sai lầm chính là chưa có kiến tánh. Kiến tánh nói sao nghe quá dễ dàng. Nhưng mà một câu ở chỗ này quả thật đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều. Đó chính là nếu muốn kiến tánh nhất định phải đem chướng ngại ở trong chân tánh loại trừ hết, tâm tánh của chúng ta mới có thể hiện tiền. Những cái gì đã chướng ngại tâm tánh chúng ta vậy? Kiến tư, trần sa, vô minh. Đây là ba loại phiền não mà trên kinh đã nói. Từ đó cho thấy tu hành không có gì khác, đoạn phiền não mà thôi. Bắt đầu đoạn từ đâu vậy? Trước tiên bắt đầu đoạn từ những phiền não ban sơ. Rõ ràng nhất, phiền não ban sơ là kiến tư phiền não. Cái này là hai loại lớn. Kiến là sai lầm ở trên kiến giải, tư là sai lầm ở trên tư tưởng. Bạn xem Phật dạy chúng ta tổng cương lĩnh tu học, cái tên đó gọi là quán hành. Quán là thay đổi kiến giải, tư tưởng sai lầm của chúng ta. Hành là thay đổi hành vi sai lầm trong đời sống của chúng ta. Dựa vào tiêu chuẩn gì vậy? Kinh điển. Nương vào kinh điển để điều chỉnh tư tưởng kiến giải của chúng ta. Nương vào giới luật để điều chỉnh hành vi đời sống của chúng ta. Hành là nương vào giới luật, tri kiến nương vào kinh luận. Kinh luật luận, tác dụng của nó là giúp chúng ta điều chỉnh sai lầm. Nếu như chỉ là nghiên cứu kinh giáo, không thể thay đổi quan niệm sai lầm của chúng ta, cái này không có tác dụng. Nếu như hiểu được, cứ tu hành mà không thể đoạn được phiền não, cái tu trì này cũng không có tác dụng. Phiền não bắt đầu đoạn từ đâu vậy? Cũng phải bắt tay làm từ chỗ nặng nhất. Giả như tâm tham của chúng ta nặng rồi thì đoạn tâm tham trước. Tâm sân hận của chúng ta nặng thì đoạn tâm sân trước. Mỗi một người tập khí phiền não không như nhau, tự mình cần phản tỉnh cho thật kỹ, xem cái tật xấu nào nặng nhất thì đối phó với nó. Tật xấu nặng nhất chuyển trở lại rồi, vậy thì những cái khác tương đối nhẹ một chút, rất dễ dàng chuyển.
là giống như trị bệnh vậy. Nhất định trước tiên phải trị bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng trước. Những bệnh vẫn không quá liên quan đối với tính mạng, cái đó là bệnh nhỏ, có thể cứ từ từ. Cái bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng đó, nhất định phải trị liệu nó trước. Đạo lý là như nhau. Đạo nhãn vị khai. Phá vô minh đối với chúng ta mà nói khó, đó là thật sự không dễ dàng. Khai đạo nhãn so với phá vô minh dễ dàng hơn quá nhiều. Đạo nhãn khai rồi, bạn có thể nói là có chánh tri, chánh kiến. Đồng tu học Phật chúng ta cũng thường nói, chúng ta là Phật giáo đồ chánh tín. Sao gọi là chánh tín vậy? Đạo nhãn khai rồi gọi là chánh tín. Không mê tín nữa, không còn mê tín. Đạo nhãn khai rồi, chánh tín. Cái gọi là đạo nhãn, nói đơn giản là có năng lực phân biệt tà chánh. Hiện nay trong cái xã hội này rất loạn, ở trong cửa Phật cũng rất loạn. Có thể nói là bất kỳ một đoàn thể nào ở trong cửa Phật loạn, ở trong nội bộ cùng những tôn giáo khác cũng loạn. Có thật, có giả, có tà, có chánh. Bạn có thể nhìn qua là nhìn rõ ràng, thấy minh bạch. Đây là đạo nhãn. Hay nói cách khác, có năng lực phân biệt thật giả, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại. Bạn có loại năng lực phân biệt này là đạo nhãn của bạn khá rồi. Nếu như không có năng lực phân biệt thì làm thế nào bây giờ? Phải nương tựa vào thầy, là giống như trẻ con. Trẻ con không có năng lực phân biệt thị phi lợi hại, nó làm thế nào vậy? Nương tựa vào cha mẹ, không thể lìa khỏi cha mẹ. Cha mẹ bảo vệ chúng, lìa khỏi cha mẹ là chúng sẽ vô cùng nguy hiểm rồi. Có thể là sẽ gặp phải tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng. Nhất định là không được lìa khỏi cha mẹ, nhất thiết phải đợi chúng khôn lớn thành người, có kinh nghiệm, từng trải, vì thì chúng mới có thể lìa khỏi cha mẹ, có thể tự lập. Chúng ta học Phật cũng giống như vậy. Đạo nhãn chưa khai, phải nương tựa vào thầy, nhất định không được lìa khỏi thầy. Lìa khỏi thầy thì sẽ không có thành tựu. Ở dưới trướng của thầy, dần dần mà bồi dưỡng. Cái bồi dưỡng này chính là tu giới, tu định, tu huệ. Giới định huệ có được cơ sở tương đối. Công phu có thể đắc lực rồi. Vào lúc này, thầy sẽ cho phép bạn ra đi tham học. Tiêu chuẩn để thầy cho phép bạn đi tham học là ở chỗ nào gì? Bạn có đạo nhãn rồi, bạn có thể phân biệt thị phi rồi, thầy liền cho phép bạn ra đi tham học. Thành tựu định huệ của bạn, bạn ra đi tham học, cái ý này chính là chứng tỏ ngoài thầy ra, tất cả người
tất cả sự, tất cả vật, bạn đều có thể tiếp xúc. Cái tiếp xúc này đối với bạn nhất định sẽ không có làm hại. Thành tựu định huệ của bạn, khi bạn tiếp xúc, giống như Kinh Kim Cang Thế Tôn dạy cho Tu Bồ Đề, nó thật ra chính là dạy cho mọi người chúng ta. Bất thủ ư tướng, như như bất động, làm sao có thể bị hại được chứ? Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, vậy là định công của bạn thành tựu rồi, sẽ không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài. Không bị cảnh chuyển, bạn có năng lực chuyển cảnh giới rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm đó rất hay: nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai. Không khác gì so với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển. Chúng ta phải có khả năng chuyển cảnh giới. Như thế cái này chính là phải khai đạo nhãn. Vừa rồi mới nói, không có cái năng lực này thì nương tựa vào thầy. Nương tựa vào vị thầy nào vậy? Hiện nay chúng ta không thể gặp được Thiện Tri Thức. Tôi trước đây khi truyền thọ Tam Quy Y cho mọi người, đã từng giới thiệu cho mọi người một vị thầy tốt. Bạn cần phải nhớ kỹ. Vị thầy nào vậy? A-di-đà Phật. Nương vào A-di-đà Phật tuyệt đối sẽ không sai. A-di-đà Phật là sáng nhất trong ánh sáng, là vua của chư Phật. Thế thì đâu có sai được chứ. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Thờ cúng một bức tượng A-di-đà Phật không được. Bức tượng đó không thể ban phước cho chúng ta. A-di-đà Phật phải dạy bảo chúng ta, hằng ngày thuyết pháp cho chúng ta mới được. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Chúng ta ở trong đời này, trong khi đạo nhãn chưa khai, chuyên nương vào Kinh Vô Lượng Thọ. Phật ở trên kinh dạy chúng ta những sự việc nào không nên làm thì chúng ta không nên làm, những sự việc nào cần phải làm thì chúng ta hãy làm. Y giáo phụng hành, cái này chính là nương tựa vào thầy. Người khác nói mà trong kinh này của ta không có nói, ta nương vào bộ kinh này của ta, ta không nương vào kinh khác. Ta chuyên môn học theo A-di-đà Phật. Cách học là như vậy. Mặc dù đạo nhãn chưa khai, cũng có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc, trong kệ Hồi Hướng đã từng đọc đến: hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Vừa về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đạo nhãn liền khai ngay, thì có thể phá vô minh từng phần. Nếu như đạo nhãn chưa khai, vô minh chưa phá, hay nói cách khác, cứ lấy Phật Pháp mà luận, cái nào là Phật Pháp thật, cái nào là Phật Pháp giả, cái nào là chánh Phật Pháp, cái nào là tà Phật Pháp, bạn đều làm không rõ ràng. Bạn đem Phật giả, Pháp tà cho là chánh Pháp. Bạn đi tu bố thí cúng dường,
Đây gọi là tu mù luyện quán. Không những không có công đức, mà phước đức cũng không có. Không những phước đức cũng không có, e rằng còn có sai lầm. Cái này không thể không cẩn thận, không thể không hiểu rõ. Chúng ta xem đoạn này sau cùng. Đương tri học Phật, nhược đạo nhãn vị khai, thế tất xứ xứ tạp dĩ tình kiến. Tôi nghĩ câu nói này căn bản không cần giải thích. Mỗi một vị đồng tu đều cần phải có sự thể hội thật sâu. Bất luận là tại gia học Phật hay xuất gia học Phật, niệm niệm đều có tự lợi, niệm niệm đều có tình chấp. Đây chính là đạo nhãn chưa khai. Họ học Phật không những không học Phật tốt, có thể còn làm chướng ngại người khác học Phật. Người khác đang học Phật, họ thì đang ở đó quấy rối. Họ đang ở đó phá đám. Cái này chính là phá hòa hợp tăng ở trong tội ngũ nghịch. Cái quả báo này rất nặng. Bản thân họ có biết hay không vậy? Bản thân không biết, cho rằng cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của họ đều là đúng rồi. Bản thân họ không biết. Tại vì sao không biết vậy? Đạo nhãn chưa khai. Người khác tạm thời không bàn đến. Điều quan trọng nhất là phải thường xuyên tự mình kiểm điểm, phản tỉnh. Chúng ta đối người tiếp vật có phải là xen dùng tình kiến hay không? Nếu như có cái thứ này thì phải biết đây là đại bệnh, đây là gốc bệnh, nhất thiết phải trừ bỏ. Dùng phương pháp gì trừ bỏ vậy? Kim Cang Bát Nhã. Cách trừ như thế nào vậy? Lìa tất cả tướng. Trong kinh nói ưng vô sở trụ, người tu hành chân chánh nhất định phải ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Khi chúng ta đối diện, tâm phải thanh tịnh, một niệm không sanh. Cái này chính là ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Ở trong đây không xen tình kiến. Gìn giữ tâm thanh tịnh của mình. Nếu như xen dùng tình kiến, phía dưới đây nói rất hay.
khởi đảng lục độ hành bất hảo. Lục độ không cần nói những cái khác, vừa mới nói bố thí, bố thí bạn cũng tu không tốt, bố thí gieo phước điền, cái phước đó của bạn gieo ở trên đá rồi, sẽ không sinh trưởng. Người ta gieo phước điền là gieo ở trong đất màu mỡ, nó sẽ bén rễ, khỏe mạnh, nảy mầm, sẽ kết quả. Còn cái gieo đó của bạn là gieo ở trên đá, gieo ở trong đất cát sẽ không bén rễ. Đây chính là bạn hoàn toàn không biết gì về phước điền. Ngay cả bố thí tu phước đều không thể được, giả lại những thứ khác thì sao? Chắc chắn tăng trưởng ngã mạn, cống cao ngã mạn. Cảnh khởi tham sân, cảnh là ở đó cạnh tranh, thi đua, thi đấu. Tham sân nghi mạn, không những không có đoạn kết, không có tiêu hết, trái lại hằng ngày đang tăng trưởng. Vậy là sai rồi. Bản thân chúng ta tu hành nhất định phải thường xuyên kiểm điểm công phu của chúng ta như thế nào. Trên thực tế nói, đồng tu học Phật, hai thời khóa tụng sớm tối, chính là làm cái công phu này. Khóa sớm là nhắc nhở bản thân chúng ta, khóa sáng đọc kinh văn chính là nghe Phật chỉ dạy. Toàn bộ hoạt động sống trong một ngày này của chúng ta, không làm trái lại lời giáo huấn của Phật, thì cái khóa sớm này thật sự là có ý nghĩa rồi. Khóa tối là phản tỉnh, là sám hối. Tụng khóa tối, nghĩ xem ngày hôm nay ta có làm trái lại lời Phật đã giáo huấn hay chưa. Nếu như có làm trái lại, chưa làm được, thì phải sửa chữa lỗi lầm. Cho nên khóa tối là phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối. Khóa sáng tối nếu không phải làm như vậy, thế thì hoàn toàn vô ý nghĩa rồi. Sáng sớm Phật Bồ Tát đã đọc một quyển kinh, khóa sớm đã niệm rồi, giống như cái sự việc này đã bàn giao rồi. Buổi tối niệm lại một lần nữa, bạn xem cái học trò này của ta không tồi, hai thời sáng tối một thời cũng không thiếu. Thực ra là ruột để ngoài da, là làm theo hình thức, là kiểu dáng. Cái hình thức kiểu dáng này đã tu bù thì chắc chắn sinh chướng nặng. Tu bù là kiến giải, tư tưởng, hành vi hoàn toàn không có giúp ích gì cho mình. Nếu dùng thuật ngữ Phật giáo để nói là hoàn toàn không liên quan gì với quán hạnh. Cái công phu này đâu có đắc lực được chứ. Trọng chướng là cách nói như thế nào vậy? Lời tôi nói ra là rất khó nghe. Bạn thử xem hình Phật vẽ, tượng Phật điêu khắc bằng gỗ, làm khóa sáng, sáng sớm gạt ngày một lần, khóa tối lại gạt ngày một lần nữa, mỗi ngày gạt hai lần, từ mùng 1 đến 30 tháng Chạp,
hàng ngày cứ gạt như vậy thì cái tội này của bạn là quá nặng rồi, trọng chướng. Người sống nếu như bạn gạt họ thì còn có thể tha thứ được. Tượng Phật điêu khắc bằng gỗ, bằng đất, bạn cũng nhẫn tâm một ngày gạt hai lần thì cái tâm này của bạn thôi thì đừng nói nữa rồi. Nhưng mà cái thế gian này vẫn thật sự có người làm như vậy. Chúng ta phải suy nghĩ chúng ta có phải làm như vậy hay không. Đây là việc rất đáng kiểm điểm. Phàm là tham sân si mạng vẫn còn, nếu còn giữ cái tâm sợ hãi, thấy phiền não nghiệp chướng của ta vẫn còn nặng như vậy, ta tu hành công phu không đắc lực. Nhất định phải khiến tập khí phiền não của mình mỗi năm một nhẹ hơn. Suy nghĩ năm nay so với năm trước, năm nay đã nhẹ hơn rất nhiều rồi. Tháng này so với tháng trước, tập khí phiền não của ta đã bớt đi rất nhiều. Vậy là tiến bộ. Đây chính là công phu đắc lực. Công phu có đắc lực hay không là từ cái chỗ này mà tính. Không phải nói ta tụng kinh bao nhiêu lần. Năm ngoái cái kinh Vô Lượng Thọ này tôi một ngày tụng một lần, năm nay tôi một ngày tụng hai lần, mà một ngày tụng 20 lần cũng không có tác dụng. Cổ nhân chẳng phải nói gào rác cổ họng cũng chỉ uổng công sao? Đâu có tác dụng gì chứ. Không ở trên số lần nhiều, mà là ở chỗ bạn công phu có đắc lực hay không. Sao gọi là đắc lực? Có phải thật sự phiền não bớt hay chưa? Phiền não bớt rồi, tâm thanh tịnh rồi, trí huệ nhất định tăng trưởng. Cũng chính là nói cái thế gian này danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần nhất định là mỗi năm xem một nhạt hơn. Đây là công phu tiến bộ rồi. Bạn xem nhạt rồi. Dần dần khi ở trong những cảnh duyên này, họ không động tâm nữa, tâm khôi phục về thanh tịnh rồi. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, sống ở trong tâm họ không còn cao như trước đây nữa, không còn kích động như trước, tâm dần dần bình rồi. Đây gọi là công phu. Cái này gọi là đắc lực rồi. Khởi tâm động niệm, bớt nghĩ việc của mình. Khởi tâm động niệm, biết nghĩ cho người khác, biết nghĩ đến tất cả chúng sanh, biết nghĩ cho toàn bộ Phật Pháp. Người này chính là đạo nhãn dần dần khai rồi, cảnh giới dần dần tốt rồi, càng chuyển càng tốt. Chúng ta không được phép không biết, không được tiếp tục tu mù luyện quán nữa. Cái tu mù luyện quán này, bạn xem dưới đây nói, không những tham sân si của bạn không thể đoạn dứt, hàng ngày vẫn đang tăng trưởng, phản tương Phật Pháp nhiễu loạn, hành đắc bất luân bất loại, khải nhân nghi bán, khiến người khác nhìn thấy bạn học Phật hoài nghi, thậm chí là phỉ báng, khiến người ta nhìn thấy bạn học Phật, học Phật rất đáng sợ. Các Phật Pháp này không nên học, nếu học sẽ dẫn đến cái tình trạng này. Đây là điểm chúng ta phải từng giây từng phút ghi nhớ ở trong tâm, từng giây từng phút phản tỉnh kiểm điểm, sửa chữa lỗi lầm, đoạn ác tu thiện.
Trực thị ư Phật Pháp, đạo lý nhất vô sở kiến, khởi chỉ bất năng kiến tánh nhi dĩ. Cái kiến tánh này không thể bàn đến được. Những đạo lý mà Phật Pháp nói, có thể nói là họ hoàn toàn không biết. Chúng ta đọc kinh, nghe kinh, cũng có thể hiểu rõ những đạo lý này. Nhưng mà những đạo lý này không thể dùng vào trong đời sống của chúng ta. Tại vì sao không thể dùng được vậy? Tập khí ác của chúng ta quá nặng rồi, đã trở thành thói quen rồi. Nghe cái Phật Pháp này, nghe thấy rất hay, cảm thấy rất có đạo lý, cũng rất ưa thích. Khi nghe ở trong tâm thấy rất nhẹ nhàng, bước ra khỏi cửa liền quên sạch rồi, không còn gì nữa. Khi nghe giống như là được, bước ra liền mất hết rồi. Đây là nguyên nhân gì vậy? Không đủ sâu sắc, cho nên không sanh ra sức mạnh. Làm thế nào khiến cái lý của Phật Pháp này thật sự khởi tác dụng ở trong tâm chúng ta vậy? Đó nhất định là có một đoạn thời gian bền gan dựng ý, cần đem nó nhập vào, cái này mới được. Ở nước Mỹ, tôi gặp được một số đồng tu, họ học Phật mười mấy năm, tình hình học là hoàn toàn giống như chỗ này nói vậy. Thật sự là tu mò luyện quán, tham sân si mạng hàng ngày tăng trưởng thêm. Một năm trở lại đây, họ phát tâm nghe bằng ghi âm, đem từng chữ mà ở trong băng ghi âm giảng, đem đó viết ra. Người này thâm nhập rồi, viết được nửa năm, một năm, tập khí tật xấu thật sự giảm bớt rồi. Đối với thế duyên xem nhẹ rồi, vào được rồi, họ đắc lực. Cái này chính là họ ngày đêm đang ở đó bền gan dựng chí, chú ý lắng nghe, chăm chỉ viết ra, vậy thì mới sanh hiệu quả. Cái phương pháp này thật sự hay. Vậy thì bộ kinh này đã có người khác viết ra rồi, chúng ta viết được, họ viết là chuyện của họ, họ được lợi ích. Bạn không viết thì bạn không được lợi ích. Người nào viết thì người đó được lợi ích, dùng cái của người khác là không được, bản thân không đạt được lợi ích. Hiện nay người dùng văn từ viết giảng ký không ít. Ở Đài Loan, ở Trung Quốc, ở Mỹ đều rất nhiều. Tôi thường hay nhận được thư của họ gửi đến, nói với tôi họ đang chăm chỉ viết. Cái này là hiện nay dùng cái phương pháp này vẫn có thể nói thu được một chút hiệu quả. Nghe kinh không được, quá khó rồi. Không nên nói là bài giảng của chúng ta không phải là dài hạn, là không liên tục. Cái gọi là bữa âm bữa dương, muốn có hiệu quả thì vô cùng khó khăn. Như vậy, đây chính là ở trong mười đại nguyện dương. Tại vì sao có thỉnh Phật trụ thế? Đạo lý là ở chỗ này. Thiện tri thức nếu không thể thường trụ
ở cái nơi này, hàng ngày nói với chúng ta, chúng ta mỗi ngày đến nghe kinh, mỗi ngày đến quân tập. Quân tập 20 năm, 30 năm, 40 năm, có lẽ có được cái dáng vẻ, có thể chuyển biến một chút. Nếu như không quân tập thời gian dài thì rất khó thu được hiệu quả. Nhưng mà chúng ta xem thấy cổ nhân, giống như Cao Tăng truyện, cư sĩ truyện, ở trong Đại Tạng Kinh, trước đây những người tu hành xuất gia tại gia này, họ thường thường khoảng 5-3 năm là khai ngộ rồi, là có thể khế nhập rồi. Tại vì sao chúng ta ngày nay 30 năm, 50 năm cũng không được vậy? Cái này là bạn chưa có nhìn thấy cách thức tu học của người trước đây với người hiện nay. Người trước đây tu học thật sự là bền gan dựng chí. Ở trong tự viện 8 giờ giảng kinh, mỗi ngày nghe giảng kinh 8 giờ, 8 giờ tu hành. Phương pháp tu hành đại thể là không ngoài tham thiền niệm Phật. Cái nên ở trong tự viện, nếu như không có thiền đường thì nhất định có niệm Phật đường. Tóm lại không ngoài hai loại này. Nếu như là ở trong thiền đường, thiền tông, một ngày nghe giảng kinh 8 giờ, ở trong thiền đường ngồi thiền tĩnh tọa 8 giờ, một ngày 16 giờ, dụng công như vậy mạnh hơn nhiều so với trường học hiện nay của chúng ta. Không những so với trường học, so với quân đội thì cũng thù thắng hơn nhiều. Quân đội cũng không có nghiêm khắc như vậy, một ngày 16 giờ đồng hồ. Cho nên họ có 3 năm, 5 năm huân tập thành công. Chúng ta ngày nay tại vì sao không thành công vậy? Mỗi ngày 24 giờ nghe kinh 2 giờ đồng hồ, còn 22 giờ khởi vọng tưởng. Bạn nói còn trông mong gì nữa chứ? Không có hy vọng rồi. Người trước đây là một ngày 16 giờ dụng công. Bạn muốn bảo họ khởi vọng tưởng, họ không có thời gian, họ quá mệt mỏi rồi, họ muốn nghỉ ngơi thôi. 8 giờ đồng hồ còn phải nghỉ ngơi, còn phải làm việc, còn phải ăn cơm. Cho nên cuộc sống của họ vô cùng khẩn trương, không có thời gian khởi vọng tưởng. Đây chính là chỗ nguyên nhân mà người hiện nay tu hành như thế nào cũng không có cách gì sánh bằng cổ nhân được. Không phải người chúng ta hiện nay đầu óc không bằng cổ nhân, không phải vậy. Cách thức tu học của chúng ta kém quá xa so với cổ nhân. Người ta mỗi ngày dụng công 16 giờ, chúng ta cùng lắm là 2 giờ đồng hồ. Cái này là làm như thế nào cũng vô phương. Tôi trước đây ở trong các buổi giảng đã từng nói, mặc dù chúng ta ngày nay một ngày có thể dụng công 12 giờ, 12 giờ còn lại vẫn đang khởi vọng tưởng, cái công phu đó mới một nửa. Nếu muốn khắc phục tập khí vọng tưởng từ vô thủy kiếp đến nay thì không dễ dàng. Cho nên cổ nhân 16 giờ đồng hồ là chính xác. Hiện nay chúng ta đã không có cái cơ hội này rồi, tìm không ra loại đạo tràng này, làm thế nào đây? Nếu như bạn thật sự muốn dụng công thì tự mình làm. Hiện nay tự mình làm
duyên còn thù thắng hơn so với cổ nhân tự mình làm. Cổ nhân vào thời đó là nói nương vào chúng, dựa vào chúng, đại chúng cùng cộng tu với nhau, khích lệ lẫn nhau. Một người quá khó khăn rồi, không có người nào giúp đỡ. Hiện nay một người được. Hiện nay chúng ta có truyền hình, có băng ghi hình, có băng ghi âm. Chúng ta dùng những thứ này để hỗ trợ. Cái niệm Phật đường nhỏ bé ở nhà của chúng ta, một người tu cũng được, hai ba người tu cũng được. Máy niệm Phật mở lên thì suốt 24 tiếng đồng hồ Phật hiệu không gián đoạn. So sánh với niệm Phật đường của ngày xưa thì không có gì khác nhau. Niệm Phật đường của người ta thì nhiều người, chúng ta thì ít, nhưng mà Phật hiệu không hề gián đoạn. Khi nhiễu Phật thì niệm ra tiếng, khi chỉ tình, khi lại Phật thì không niệm Phật ra tiếng, hoặc niệm thầm. Phương pháp này rất hay. Cho nên ngày nay, cái thời đại này, người thật sự diệu dụng công phu tự tu thì sẽ thành tựu. Câu cuối cùng: chấp pháp vi thực, chi quá như thử, ngã đẳng đương thống giới chi. Đây chính là kinh văn đã nói: nhược Bồ Tát tâm trụ ư pháp nhi hành bố thí. Trụ chính là trong tâm chấp trước, cho rằng cái pháp này là thật, là thật có. Không biết rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Không biết được tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Cho nên loại tu hành này có sai lầm lớn như vậy, thật sự là tu mù. Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.